Với cái màu sắc cam nhạt nhìn rất là ngọt ngào và dễ thương các chị ơi. Set em đặt mặt cho người là gồm hai món áo với là chân váy cho mình. Có thể phối riêng ra và nguyên một set như thế này các chị và mọi cô nhìn nó rất là trắng da ha. Và màu đầu tiên em mặc đây là một cái tông màu cam nhạt, có cổ cho các chị và sẽ có nguyên cái hàng nút ở đây. Và phần tay sẽ che các chị, giúp các chị che được cái điểm bắp tay với là cái phần vai rất là nhiều. Form váy xòe chữ A, tay đằng sau cho các chị coi cái tông lưng nha. Rồi phía trước nè, và set này thì bên em có tổng cộng là 3 màu. Bây giờ mình sẽ chuyển nhanh cho các chị xem ha. Đầu tiên là màu cam nhạt, không biết màu thứ hai, thứ ba là màu gì ha. Màu sắc thứ hai thay vì đầu tiên là một cái tông màu cam nhạt thì màu này đây là một cái tông màu da nha các chị ha. Mà cô nhìn cũng rất là trắng và tất cả các màu của set này đều là những cái tông màu nhẹ nhàng cho các chị. Sau đằng sau cho mọi người xem nè, thì thiết kế vẫn giống y chang nhau rồi nha cả nhà ơi. Form váy là xòe chữ A cho cả nhà các chị luôn. Và mình mặc cô thì nhìn nó rất là cao người và chân mình nó sẽ dài hơn rồi các chị. Hai tông màu, một cam nhạt với lại là màu da rồi. Thì không biết cái màu sắc cuối cùng còn lại màu gì, mình sẽ chuyển nhanh cho cả nhà xem ha. Rồi đây các chị ơi, một cái tông màu hồng nhạt cho cả nhà ha. Thì nãy em có nói với các chị rồi, thì ba màu sắc của set này đều là những cái tông màu nhạt nhìn nó rất là xinh. Với lại cái kiểu như là mặt nhìn nó dịu dàng lắm kìa các chị, trẻ trung dễ thương nữa. Quay đằng sau cho mọi người xem nha. Cổ sẽ là cái viền bèo lớn cho cả nhà. Cái viền cổ lớn như thế này đây thì mình mặc tạo điểm nhấn, nó xéo một bên các chị, chứ không phải là thẳng đâu. Và có nguyên hai hàng nút cho mọi người ở đây. Và cái ba cái set này thì bên em sẽ có size những chị nào mình khoảng tầm 60kg đổ lại, các chị có thể mặc vừa, chấm một chấm thì để em tư vấn kỹ hơn, báo giá cho mình và giao hàng tận nơi kia để lại thông tin, số điện thoại trên màn sản phẩm nha.